Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Anh Tích. Trong video buổi tối ngày hôm nay em lên đây Zalo gửi đến cho anh em đây là bốn mẫu sản phẩm gồm những chiếc đồng hồ có những thương hiệu như là Seiko này, Oren và Citizen đều là những thương hiệu của Nhật, và sẽ có những mẫu đồng hồ giá vô cùng là tốt em muốn gửi đến cho các bác. Và trong video ngày hôm nay thì đều là những mức giá bình dân nhé. Rồi, cái chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cho các bác đây là một chiếc Seiko 5. Đấy, một chiếc Seiko 5 với kiểu dáng không còn xa lạ với anh em ha, một kiểu dáng năm 2020. Ở đây thì chúng ta sẽ có một mã hiệu của em này để cho các bác tra cứu trên Google, chính là SRPE 6151 nhé. Và chiếc này thì tình trạng của em nó thì sẽ có cái tình trạng là hàng qua sử dụng, nhưng mà tình trạng hàng lướt nhé. Đó, lướt còn cực kỳ là đẹp. Giá thành của chiếc này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của chiếc này là 3 triệu 500 nghìn đồng. Mức giá cực kỳ là tốt, 3 triệu 500 nghìn đồng mà các bác sở hữu cho mình một cái cỗ máy 4R36 này, một thiết kế của phiên bản Seiko 5, một tông màu dial cực kỳ là hiếm, một mặt đều màu xám. Hiện tại thì mặt đều màu xám thì đang rất là ít hàng của những phiên bản SRPE như thế này, kể cả phiên bản nhà nội địa hay phiên bản quốc tế thì đều hiếm hàng hết về cái tông màu này nhá. Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái thiết kế năm 2020, thiết kế ba kim một ô lịch kép đấy. Rồi đây sẽ có một cái chi tiết được lược bỏ khá là rõ ràng rồi đó. Đó là chi tiết về viền bezel bên ngoài của chiếc này, thì gần như là nó không có cái viền bezel nữa, tay vào đấy thì nó sẽ làm liền khối luôn, không có núng vặn hay gì cả, cái liền khối vòng thép luôn nhá. Đó, và được phay bóng và phay xước khá là đẹp. Rồi chúng ta sẽ có một cả những cái phần kim cọc của chiếc này, kim cọc vẫn để là kim cọc và giờ chấm điểm dạng tròn đấy, và các múi giờ chính thì nó sẽ có những cái đặc điểm đấy, kệ dài ra khá là đẹp ha. Rồi dòng Seiko 5 thì chúng ta riêng với Seiko thì dạ quang vô cùng sáng rồi, các bác có thể thấy dạ quang cực kỳ ấn tượng ha. Đó, trên kim lịch thứ của những chiếc này cũng đều có dạ quang. Rồi ở đây thì sẽ có dòng chữ Seiko 5 hướng 12 giờ, rồi automatic này chạy xuống hướng 6 giờ một chút, là có ghi đầu máy 4R36. Đấy, một cái cỗ máy khá là bền bỉ đến từ thương hiệu Seiko, và cỗ máy này sẽ có đầy đủ những chức năng như là lên gót tay, dừng đến giờ, khi chỉnh giờ đấy, và tần số dao động của cỗ máy 4R36 là 21.600 VPH và độ tích co tầm 40 giờ nhá. Ở đây sẽ có một mặt kính sapphire, một mặt kính HLX, em xin lỗi, là một mặt kính HLX nhá. Phiên bản này thì chưa và trang bị kính sapphire. Đó, rồi phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L, chất thép chuyên dụng chống gỉ và sử dụng rất nhiều trong ngành đồng hồ. Đấy, rồi ở đây thì sẽ có một cái núng chỉnh hướng góc 4 giờ nhá. Núng chỉnh này khá là to bản, có hai cái đài bảo vệ cho núng chỉnh này. Đó, kích thước size mặt của mẫu này là chính là 40 sẽ vừa với cổ tay của anh em, trên dưới 16 anh em đeo những chiếc này vô cùng hợp lý. Đây, em sẽ lên tay thử cho bác xem về cái mẫu sản phẩm này. Đó, size anh em, cổ tay anh em đâu đấy trên dưới 16 anh em đeo những chiếc này, từ 15.5 anh em đổ đi là anh em đeo vô cùng hợp lý nhá. Đó, các bác có thể thấy chi tiết qua màn hình nhỏ của bác đây. Rồi cái chiếc sản phẩm này sẽ có một bộ dây dù nhá, một bộ dây dù khá là dài ha, một cái phong cách khá là bụi bặm. Rồi sẽ có một cái khóa xiên đến từ thương hiệu Seiko này. Ở phần đáy của chiếc này thì em sẽ có cho các bác xem về phần đáy của phiên bản này nhé. Đáy của phiên bản này thì có ghi những cái thông tin như là Seiko này. Đây, em tháo hẳn ra cho các bác xem luôn. Như là water system của chiếc này là 13 100 m nước này, stainless steel. Rồi cỗ máy 4R36, dòng chữ Seiko, số serial number chiếc này cũng có ở trên phần nắp lưng nhá. Đó, rồi có 24 24 chân kính này, cỗ máy 4R36A. Đấy, có chứng nhận chống từ. Đấy. Rồi, phiên bản này gửi đến cho bác là 3 triệu 500 nghìn đồng.
giá cực kỳ là tốt tại thời điểm hiện tại nhé. Trước những phiên bản này thì em đang bán 4 triệu 8, nhưng mà hàng này là hàng nay new, hàng hàng lướt đi, cho là lướt tầm 98% đi, giá thành rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm, 3 triệu 500.000 đồng. Đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhá, em muốn giới thiệu cho các bác. Rồi tiếp đến ở đây đó chính là một chiếc Oren Small Second, một chiếc Oren Small Second rất là nhiều anh em mong chờ, tại vì chiếc về cái mẫu sản phẩm này thì nó phối một cái tông màu vô cùng đặc biệt, màu trắng và màu vàng. Với cái tông màu trắng và màu vàng không còn xa lạ với anh em nữa, nhưng mà về về cách phối màu của cái mẫu sản phẩm này nó rất là phù hợp và rất là hợp lý, trông cực kỳ sang trọng cho một chiếc small second trong tầm giá tầm trung. Đó, ở đây sẽ có thiết kế khá đặc trưng của dòng small second là hai kim, một sub dial được đặt ở góc 6 giờ và một ô cửa sổ ở tim 1/Hz được đặt ở góc 9 giờ này. Dòng chữ Oren Automatic và logo hai chú sư tử được đặt ở 12 giờ. Kim cọc của những phiên bản Small Second thì người ta làm theo một cái kiểu dáng kim cọc khá là vuông vức và hầm hố một chút. Các bác có thể thấy là giống như là nó là kim cọc sửa đôi, cho nên là nhìn nó khá là to bản này. Đấy, và với kiểu dáng thiết kế như thế này thì các bác có thể thấy là khá là sang trọng đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là một mặt đây là màu trắng khá là đẹp ở viền Atori bên ngoài, thì cái viền này sẽ có những cái mũi giờ kẻ vạch ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là phiên bản Nhật nội địa với đầu máy F6S2 đầy đủ những chức năng như là lên có tay, dừng game ra khi chỉnh giờ, tần số dao động là 21.600 VPH và độ tích có tầm 40 giờ nhé. Rồi sẽ có một cái thiết kế viền bezel bên ngoài của chiếc này, viền bezel được mạ vàng PVD màu vàng tươi. Đó, và có cái đúng chỉnh của chiếc này cũng được mạ nhá. Đó, cũng được mạ, và trên cái đúng chỉnh này đều có hiệu ứng bánh răng và có khắc logo hai chú sư tử. Rồi size mặt của em này thì sẽ là một kích thước size mặt 41 phù hợp với cổ tay của anh em trên 16. Nên tôi thử cho bác xem về một chiếc Small Second. Đó, màu trắng nhá, đờ mi vàng cực kỳ đẹp. Và giá thành của em này là giá tầm trung cực kỳ dễ chơi, 5 triệu 500 nghìn đồng như một chiếc thôi. Là ngày trước em đang bán là 5 triệu 8, nhưng mà bây giờ thì với một cái tầm giá cực kỳ là tốt 5 triệu 500 nghìn đồng thì các bác có thể thấy rằng là giá thành của những chiếc này đang dần dần đao xuống. Nhưng mà thật chất thì hiện tại nhá, trên thị trường tỷ giá yên đang lên cao, cho nên là các bác lưu ý giúp em từ đây cho đến sang năm sau, đầu năm sau thì tỷ yên nó sẽ cân bằng lại với một cái mức giá cực kỳ là cao, nó phải rơi vào đâu đấy tầm 2 đấy, đó đầu 2 đấy, thì các bác cũng lưu ý nhá. Đó, vấn đề này là tỷ giá yên cao thì em nhập hàng sẽ cao hơn. Phần thân vỏ thì sẽ được phay bóng này, phay phồng, phay bóng gần như là toàn bộ nhá. Rồi ở đây sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc, thép đúc đặc được phay xước cũng gần như là toàn bộ này. Rồi cũng có những cái điểm được mạ vàng PVD ở trên các mối nối của cái mắt. Rồi sẽ có một cái khóa bấm đến từ thương hiệu Oren. Phần đáy của phiên bản này thì ghi những thông tin như là Epson này, rồi Style Steel. Độ chống nước của chiếc này là 50 mét nước. Đó, rồi máy F6S22. Đó, một phiên bản Nhật nội địa trên default đây chính là số chân kính 24 chân kính nhá. Đó, các bác có thể thấy một phiên bản RN-R06S cực kỳ là đẹp. Rồi, với mẫu này em gửi đến cho các bác là 5 triệu 500 nghìn đồng thôi. Một cái mức giá cực kỳ là tốt tại thời điểm hiện tại cho một chiếc Small Second mặt trắng đề mi vàng. Đây là mẫu sản phẩm thứ hai trong video buổi tối hôm nay. Tiếp đến sẽ có hai mẫu mà em săn được từ Nhật về hàng người dùng của Nhật. Đấy, người dùng ở Nhật sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Citizen NJ0150 gạch 81A nhé. Ở đây sẽ có caliber là 8210 với tần số dao động là 21.600 VPH, độ tích có tầm 40 giờ.
Rồi ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng thiết kế, nếu như các bác liên tưởng đến gần đây nhất về cái thiết kế này là chính là những chiếc t-shirt PRX. Đó, còn cao hơn thì nó sẽ có rất là nhiều dòng. Đấy, nhưng mà về thiết kế này thì các bác có thể thấy một cái thiết kế đang được rất là ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đấy rồi sẽ có một tông màu mặt đây là màu trắng này. Thiết kế 3 kim một ô lịch. Với thiết kế khá là tối giản và được Cyzen làm rất là nhiều trên những chiếc đồng hồ. Đấy, ở đây thì sẽ có là phần kim cọc của phiên bản này thì cũng là kim cọc sực kẻ vạch và đều có dạ quang nhé trên phần thân kim trừ kim dây thôi. Đấy rồi sẽ có một dòng chữ Citizen này, dòng chữ Automatic này. Đó, rồi ở đây sẽ có một mặt kính sapphire nguyên khối chống trời chống sương gần như tuyệt đối cho cái chiếc đồng hồ này về mặt kính nhá. Và ở hướng góc 3 giờ sẽ có một cái đặc điểm là hiệu ứng giọt nước phóng to gấp 2,5 lần so với bình thường về cái ô lịch ngày này, để cho các bác dễ dàng nhìn cái ô lịch ngày này hơn. Rồi chúng ta sẽ có là một kích thước xoay mặt là 40 mm. Nhưng 40 mm thì thông thường những cái mặt dial khác thì chúng ta có thể đeo từ trên dưới 16, từ 15,5. Nhưng về cái phiên bản này thì em lưu ý các bác là phải từ 16 đổ lên như cổ tay của em thì các bác đeo sẽ đẹp nhất. Tại vì càng lắc tung lắc của chiếc này, các bác có thể thấy về cái phần thân máy của phiên bản này, người ta làm rất là thẳng. Đấy, người ta làm rất là thẳng, không có điểm vòng xuống ha. Cho nên là về cái mẫu này thì sai kích thước sai mặt là 40 thì cổ tay anh em đâu đấy từ 16 trở lên anh em mới đeo được. Đó về phiên bản này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái phần thân vỏ được phay bóng và phay xước này, đan xen nhau khá là đẹp, và chi tiết phay bóng trên cái chiếc đồng hồ này cũng cực kỳ là ấn tượng, bắt sáng vô cùng tốt. Ở đây thì sẽ có là một bộ dây em vô cùng thích ở trên những phiên bản giống như là OP. OP làm bộ dây này rất là nhiều, OP 8392 thì ở phiên bản Cygen này cũng có một cái bộ dây, nhà sản xuất làm là một bộ dây cực kỳ là đẹp ha, một bộ dây zoom mini, một cái bộ dây mà em đánh giá khá là cao về độ thoát hơi này, rồi độ ôm tay, độ cảm nhận khi mà chúng ta đeo rất là thích về cái bộ dây này ha, nó rất là linh hoạt. Đấy, các bác có thể để ý này, đó. Những bộ dây thép đúc đặc thông thường ấy thì gần như là nó khá là to bản và nó không bao giờ nó linh hoạt được như những bộ dây Zoomini này đâu. Cho nên là anh em có thể cân đối về cái bộ dây này. Đây là một cái bộ dây mà chúng ta đeo vô cùng là ôm tay, đấy, vô cùng là thật tay. Đấy rồi chúng ta sẽ có ở đây đó chính là phần đáy của phiên bản này. Đây là một chiếc hàng nine new nhá. Tình trạng của chiếc này thì gần như là không có một vết xước nào cả. Đó rồi phần đáy của phiên bản này thì còn nguyên siêu này, có số serial number của phiên bản này. Rồi sapphire, chứng nhận sapphire star steel citizen này. Độ chúng nó của chiếc này 53 50 mét nước nhá. Phiên bản ra bận ở Japan Moment, đầu máy là 8200. Ở đó 8210, một cái cỗ máy cũng cực kỳ là ngon, có độ chống sốc và chống từ cũng vô cùng ổn trong cái tầm giá. Rồi phiên bản này giá của em này là 4 triệu 800 nghìn đồng cho một chiếc đầy đủ hộp sổ. Đấy, hàng lướt full box nhá, đầy đủ hộp sổ, tình trạng còn cực kỳ là mới, cực kỳ là đẹp. Đấy, gần như là không có một vết xước nào cả. Đấy, trên phần mặt tay hộp, kể cả phần thân vỏ nhá. Đây là mẫu thứ ba trong video ngày hôm nay rồi. Đó, thì các bác thấy chiếc đồng hồ nào ưng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 332822. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác. Và nếu như thấy hay đừng tiếc cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi tiếp đến ở đây sẽ là một phiên bản Seiko với một quyển sổ cho những mẫu sản phẩm máy pin solar. Đấy, V từ V111 này cho đến V187. Các bác có thể đọc và tham khảo thêm về cái cuốn sổ này nhé. Đó, khi về thì tình trạng của em là các bác có thể thấy là sổ còn mới, sổ và hộp còn mới nguyên. Đó. Rồi chúng ta sẽ có một chiếc Seiko pin solar này. Đấy, và ở đây sẽ có đầy đủ mắt thừa và thẻ tác của em này đều để ở trong hộp nhé.
Rồi phiên bản này thì sẽ có mã hiệu là SB PX083, giá niêm yết của hãng là 22.000 yên. Rồi các bác có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Seco Pinzola với mặt đều màu đen khá là đẹp ha. Rồi thiết kế của chiếc này cũng là một trong những cái thiết kế không bao giờ lỗi thời, một cái thiết kế ba kim một đôi kép khá là kín ha. Về cái kiểu dáng của chiếc này thì anh em có thể đeo một cái phong cách khá là thanh lịch, cái kiểu dáng phong cách để cái watch khá là đẹp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là kim giờ và kim phút của phiên bản này thì là kim cọc giờ, đấy, kim giờ kim phút là kim lưỡi kiếm vắt nhọn ha, khá là ngọn, khá là nhọn này. Rồi phần kim dây của phiên bản này thì sẽ có một cái tông màu trắng tạo điểm nhấn cho mặt đầy của chiếc này. Về phiên bản này thì cũng có những cái phần kim cọc ở chiếc này là kim cọc giờ kẻ vạch, và ở hai cái múi giờ chính là 12 giờ và 6 giờ thì sẽ có kim cọc làm to bản hơn một chút để tạo điểm nhấn cho cái chiếc đồng hồ này ha. Rồi phiên bản này thì chúng ta sẽ có một dòng chữ Seiko này, một dòng chữ Sola, và phiên bản này đợt này em săn về được cho bác là phiên bản nhà nội địa đấy, phiên bản Japan nhá, với cái cỗ máy bộ pin là V158 đấy, một cái cỗ máy đấy, các bác có thể sử dụng ha. Về những phiên bản máy pin solar thì chắc anh em không còn xa lạ nữa khi mà tuổi thọ của những dòng pin solar này thì phải rơi vào đâu đấy tầm 10 năm đấy, 10 năm thì các bác đeo một cái chiếc đồng hồ 10 năm mà pin của nó là pin năng lượng ánh sáng mặt trời thì rất là lâu đấy về sau đấy, chỉ khi nào anh em làm rơi rớt hay là va đập hay là có vấn đề gì đấy tác động vật lý thì với những cái chiếc này nó mới có tình trạng hỏng hóc, chứ thật chất nếu anh em đeo thông thường hàng ngày thì rất là bền bỉ và gần như là không bao giờ chết được đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là phần thân vỏ cũng những cái chi tiết phay bóng và phay xước còn cực kỳ là mới này, gần như không có một vết xước nào ở trên phần thân vỏ phiên bản này luôn, còn cực kỳ đẹp ha. Đó, rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái mặt kính, kính của phiên bản này là mặt kính HLED các bác nhá, một mặt kính HLED thôi, mặt kính khoáng cứng. Rồi sẽ có là một cái bộ dây thép đúc đặc này, hai sợi chỉ phay bóng và sợi chỉ phay xước khá là đẹp ha các bác ha. Đó, một cái khóa làm khá là liền khối với cái phiên bản này luôn, dòng chữ Seiko. Đó, các bác có thể lưu ý về cái chiếc này. Rồi kích thước xe mặt của em này là một cái kích thước xe mặt em nghĩ là tương đối dễ đeo thôi, 37 37.5, phù hợp với cổ tay của anh em. Size 37 thì anh em đâu đấy từ 15 là anh em đã đeo được phiên bản này rồi nhá, đấy đến tầm 16.5 thì anh em nên cân nhắc. Đó, như cổ tay của em đây là cổ tay 16 đeo trên mình chiếc này khá là phù hợp, tại vì cổ tay của em là cổ tay với kích thước size khá là chuẩn với chu vi của tay của anh em Việt Nam, cho nên là khi mà em lên tay chiếc này các bác có thể thấy này khá là vừa vặn, khá là đẹp này. Đó, rồi với phiên bản này em gửi đến cho bác mức giá của phiên bản một chiếc Seiko Pinzola tình trạng còn cực kỳ là mới, còn cực kỳ là đẹp, giá của em này là 3.500.000 đồng, đồng giá với một chiếc trong video hôm nay đồng giá với một chiếc Seiko 5 nhé, 3.500.000 đồng thôi, rất là rẻ, rất là giá rất là tốt, gửi đến cho các bác. Đấy. Đó, rồi các bác nào quan tâm về những cái mẫu sản phẩm đồng hồ hôm nay em lên video thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77 2822, em sẽ là người tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo.